Lộ thông tin bạn trai Hehenye, đại gia giàu có. Thưa quý vị và các bạn, Hehenye chia sẻ trong tình yêu, cô không nghĩ mình là một ngôi sao to lớn hay gì cả. Là cái tên được chú ý nhất làm nhan sắc thời điểm cuối năm khi xuất sắc lọt top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới. Hehenye thời điểm đó từng có lần chia sẻ mình vẫn là người độc thân, nhưng giờ mọi chuyện đã có những bước tiến mới. Bài phỏng vấn mới nhất trên một tờ báo, Hehenye chia sẻ thời điểm này là quá sớm để cô chia sẻ chuyện tình cảm. Chỉ biết rằng hiện tại cô đã có người yêu và vui niềm vui hạnh phúc của mình. Nói về bạn trai hiện tại, người đẹp cho biết đó không phải đại gia hay quá thành đạt trong xã hội, nhưng cô thấy hạnh phúc và có cảm giác bình yên khi ở bên cạnh người đàn ông của mình. Trong một thông tin được chia sẻ trên báo chí vào đầu tháng 1 năm 2019, sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hehenye cho biết cô đang trong một mối quan hệ tìm hiểu với một người đàn ông hơn 3 tuổi. Người đẹp cho biết bạn trai cô làm việc trong lĩnh vực media truyền thông, rất quan tâm tới cô và gia đình cô. Cô cho biết khi ở bên người yêu thì rất nhõng nhẽo như bao cô gái khác. Hehenye cho biết về mối quan hệ này, duyên trời định, anh ấy là một người rất bình thường như bao người khác. Ai chẳng muốn được cái này, được cái kia, nhưng chưa chắc người thành đạt họ đem lại cho mình hạnh phúc. Đây là những thông tin ít ỏi về bạn trai của người đẹp này được cô chia sẻ với công chúng. Trước đó, trong bài phỏng vấn vào tháng 11 năm 2018, khi được hỏi về việc có đại gia nào tán tỉnh sau khi đăng quang hay không, thì cô khẳng định không có bất cứ ai nhắn tin cho cô. Người yêu tôi không phải đại gia, Hehenye chia sẻ. Hoa hậu tiết lộ đang hẹn hò một người rất có trách nhiệm và chiều chuộng cô. Trước thềm Valentine 14 tháng 2, Hoa hậu thừa nhận đã có bạn trai. Người đẹp nói lúc này vẫn còn quá sớm để cô chia sẻ chi tiết về chuyện tình cảm. Cô chỉ mô tả đó là người hơn cô 3 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh ấy không phải đại gia, cũng không quá giàu có, nhưng cư xử rất ga lăng, có trách nhiệm. Hehenye nói, cả hai có thời điểm quen biết trước, rồi mới quyết định tiến đến tình yêu. Trong tình yêu, Hehenye rất nhõng nhẽo, trái ngược hình ảnh mạnh mẽ khi xuất hiện trước công chúng. Cô từng chia sẻ, mình không cần người yêu đẹp trai hay kiếm nhiều tiền, em cần một người đàn ông tốt để làm chồng mình, làm cha của con mình và làm rể của ba mẹ em. Khá kín tiếng với truyền thông trong chuyện tình cảm, nhưng Hehenye vẫn thoải mái dắt người yêu đi chơi cùng bạn bè, ekip. Cô mong cái kết đẹp cho chuyện tình cảm của mình. Trở về từ cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hehenye tất bật với những hoạt động từ thiện, tham gia các hội thảo sự kiện trong và ngoài nước. Cô chỉ có vài ngày về quê ăn Tết cùng gia đình, kết hợp công việc. Hehenye đang đáp chuyến bay đến Mỹ, bắt đầu chuyến công tác 10 ngày. Cuối năm qua, Hehenye được chuyên trang nhan sắc Miss Sisori công bố dẫn đầu danh sách bình chọn Time Miss Beauty, nhan sắc vượt thời gian 2018. Cô cũng vào top 10 bảng bình chọn Miss Grand Slam Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2018 của chuyên trang Global Beauty. Hehenye đặc biệt và khác biệt. Là người hỗ trợ và đào tạo Hehenye chuẩn bị dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Góp phần vào thành công của cô trong vị trí top 5, chuyên gia đào tạo người đẹp Đơn An Nguyễn đã có những chia sẻ. Theo anh, điều gì làm nên thành công của Hehenye? Tôi đã đào tạo, hướng dẫn và tư vấn cho nhiều người đẹp dự thi quốc tế, nhưng phải nói Hehenye có nhiều yếu tố thiên thời địa lợi. Thứ nhất, cô có nhiều thời gian chuẩn bị, rèn luyện và thay đổi bản thân hướng đến cuộc thi. Thứ hai, cô có sự cầu thị, ham hỏi và học được nhiều cái hay của những người đi trước để áp dụng cho bản thân. Và thứ ba, không thể không nhắc tới là yếu tố may mắn. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ luôn đánh giá cao hình thể, sự tự tin, sự nổi bật của cá nhân. Và rất mừng là những tiêu chí đó, Hehenye đều rất phù hợp. Nếu là cuộc thi khác thì tôi không chắc cô ấy sẽ đạt thứ hạng như vậy. Ngoài ra, việc tổ chức ở Thái Lan cũng rất thuận lợi cho Hehenye vì đó là đất nước cởi mở với những sự khác biệt. Sự ủng hộ của khán giả cũng là yếu tố cộng hưởng rất lớn cho động lực của Hehenye và cũng phần nào tác động đến sự đánh giá của cuộc thi. Theo anh, những khác biệt của Hehenye so với người đẹp Việt từng dự thi quốc tế là gì? Đã đi thi quốc tế thì mỗi người đẹp đều có những thế mạnh riêng, nếu không thì hẳn là đơn vị giữ bản quyền đã không lựa chọn họ rồi. Nhưng rõ ràng, với những gì đã thể hiện tại cuộc thi,
Henrie cũng chứng tỏ sự nổi trội vượt bậc của mình so với những người trước. Sự khác biệt quan trọng nhất là từ chính con người của Henrie. Nói về nhan sắc, cô ấy không có hình ảnh lung linh lộng lẫy, nhưng chính sự bình thường đó ở cô lại là điều được truyền cảm hứng, rằng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ mình làm được. Cô không màu mè, cứ hồn nhiên như cây cỏ để thể hiện mình như bản thân cô có. Đó là cái rất thiếu hiện nay mà các người đẹp thường bị định hướng nói và thể hiện theo khuôn mẫu, theo những gì người khác muốn chứ không phải bản thân mình đã muốn. Năm ngoái, Hoa hậu Phạm Hương dự thi và cũng gây ấn tượng với khán giả truyền thông nhờ hình ảnh sang trọng lộng lẫy, tóc dài da trắng. Còn Henrie thì ngược lại hoàn toàn. Cô ấy và ekip đã khai thác triệt để bản sắc cá nhân để làm nên sự khác biệt. Mọi kỹ nghệ chỉ là ở phía sau để làm nền cho con người thật của cô ấy. Tôi cũng nhận thấy rằng nếu so sánh Henrie với các người đẹp trước đó thì sự khác biệt của cô ấy còn ở yếu tố về nội dung, tức là cuộc đời của cô ấy chính là câu chuyện để kể. Đúng vậy, Henrie không chỉ thi nhan sắc mà còn kể cho thế giới nghe câu chuyện của cuộc đời mình. Sẽ là rất bình thường nếu cô ấy chỉ đánh vào niềm thương cảm của mọi người rằng cô có cuộc sống nghèo khó. Cô không dùng câu chuyện cuộc đời mình để PI mà cao hơn là truyền cảm hứng cho cộng đồng. Một cô gái dân tộc nhưng luôn lạc quan, hồn nhiên và cũng rất mạnh mẽ để quyết định cuộc sống của mình. Đó là bây giờ, còn trước đây, khi anh mới gặp Henrie thì cô ấy là người như thế nào? Tôi gặp Henrie lần đầu vào năm 2014, lúc đó cô ấy rất lúa. Cô ấy thi The Face và thất bại. 3 năm sau, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành ngôi Hoa hậu trong sự ngạc nhiên của công chúng, nhưng không lạ với giới chuyên môn. Lúc cô ấy quyết tâm thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, tôi nói, em đen đúa như vậy lại không có tiền, quyết tâm cao lắm cũng chỉ được vào top 10 thôi. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đi. Ai ngờ cô ấy vẫn không chùm bảo, em sẽ chơi đến cùng. Tôi nghĩ, cô ấy coi vậy mà lì, vậy chúng ta cũng chơi. Ngoài cắt tóc ngắn ra, nguyên tắc khi hướng dẫn của tôi với cô ấy là thiết quân luật, không cố gắng, không tiến bộ là tôi nói như tát nước. Cái nghề dạy dỗ người đẹp mà không độc đoán là không thể nên cơm cháo được, vì các cô ấy quen được cung phụng rồi, phải cho chảy ra chắc vầy mới biết sợ mà cố gắng. Tôi nhớ trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, anh có nói nhận đào tạo Henrie với điều kiện là phải cắt phăng mái tóc. Tại sao vậy? Thì chị nhìn đi, cô ấy đen như vậy mà để tóc dài kiểu sang trọng cuốn hút thì rất chối. Tôi muốn người Henrie có sự lột xác hoàn toàn để mang tinh thần tươi mới, hiện đại và mạnh mẽ như chính câu chuyện về cuộc đời của cô ấy. Nhưng 3 ngày sau cô ấy vẫn không cắt. Tôi bảo, nếu không cắt thì tôi sẽ không dạy. Lúc này cô ấy mới chịu cắt. Tuy nhiên, để tạo nên sự thay đổi cho Henrie thì còn cần nhiều yếu tố khách quan nữa, và bản thân cô ấy đã vận dụng rất tốt những chỉ dạy từ ekip của mình. Cùng với đó là chiến lược truyền thông rất bài bản nhưng chân thật, sạch sẽ chứ không màu mè bóng bẩy. Nhưng chẳng lẽ Henrie không có nhược điểm nào sao? Như tiếng Anh kém, yếu trong trả lời ứng xử có phải là bất lợi không? Tiếng Anh cần nhưng không quá quan trọng, mà quan trọng là thần thái, năng lượng và sự chân thành của Henrie. Có nhiều người đẹp đi thi, nhưng tôi thấy sao mà thảo mai quá, diễn còn hơn cả diễn viên. Giám khảo nhìn thấy hết, nên tốt nhất là cứ chân thật hồn nhiên thì sẽ có thương quý. Hoa hậu Việt Nam trước nay có ai giống như Henrie cả. Còn về chuyện ứng xử thì đúng là điểm yếu khó khắc phục của các người đẹp Việt, nhưng nó cũng là hệ quả của một quá trình dài bị gò, nói theo khuôn mẫu của các cuộc thi sắc đẹp. Các câu hỏi ứng xử của mình luôn khô khan, kiểu như thế nào là bản sắc Việt, rồi lý giải các câu châm ngôn tục ngữ. Người hiểu biết còn phải vắt óc ra để trả lời, huống chi là các người đẹp đang chịu sức ép trên sân khấu. Trong khi đó, các câu hỏi ở cuộc thi quốc tế luôn rất mở, như hãy kể về bản thân, bài học ý nghĩa trong cuộc sống mà bạn nhận được. Mục đích là để tìm hiểu cá tính con người của thí sinh. Chính vì thế mà khi ra thế giới, thí sinh mình dễ bị đuối, không quen. Cho nên, để thay đổi thì ngay từ các cuộc thi trong nước phải điều chỉnh cho sát với tiêu chí và xu hướng của thế giới. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.